Ok và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World phiên bản Mario. Đó, thì em thấy hiện tại là mình đang ở trong một con map bắt cua phiên bản Mario của Mini World. Sao nghe nó hơi ngược ngược ta. Nhưng mà không sao cả. Bây giờ mình sẽ làm một cái thử thách cùng với anh em. Thì lần trước khi mà mình face cam mình chơi lúc kịp lóc, có rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi face cam thường xuyên đi. Thế nên là mình quyết định là mình sẽ face cam thường xuyên cho anh em xem. Và lần này mình sẽ chơi một cái thử thách của một bạn đã đặt ra cho mình. Đó chính là nếu như mình bắt cua thua quá 10 mạng thì mình phải chịu một hình phạt. Và hình phạt của lần này chính là gì? Đó chính là thua thì tất nhiên sao anh em. Thua thì tất nhiên chúng ta sẽ rất là cay cú luôn. Mà cay cú thì làm gì? Ăn ớt sẽ hết cây cú. Anh em thấy trên tay mình đang cầm một quả ớt nè. Trời ơi, nhìn thôi là mình đã thấy cay rồi anh em ạ. Nhưng mà không sao cả, mình sẽ cố gắng để có thể không chết quá 10 mạng. Chết quá 10 mạng thì mình sẽ phải ăn quả ớt này. Ồ thì có nhiều bạn sẽ bảo là trời ơi thử thách gì đâu, ăn có một quả ớt có gì đâu mà ghê. Nhưng mà các bạn cứ thử đi. Nhất là những người mà ghét ăn ớt đó như là mình á thì nó là một ác mộng anh em ạ. Ok thì chúng ta bắt đầu vào chơi thôi nha anh em. Và chúng ta không nói dài dòng nữa, bắt đầu chơi thôi. Let's go. Ok, let's go. Chúng ta bắt đầu chơi thế nào? Thì ở đây các bạn thấy là chúng ta đang ở trong một con map. Đây, bên đây có bạn này đang xây một cái con Mario nhìn rất là đẹp luôn, anh em thấy không? Đó. Thì chúng ta, nhiệm vụ chúng ta là phải bắt cua vượt qua những cái này nè. Ôi, dưới đây có dung nham này anh em. Ghê vậy trưởng. Ồ. Ok rồi, đi qua. Trời, nói chung cái này là dễ mà anh em. Trời, nhảy ra qua rất là dễ dàng luôn anh em ơi. Ok, nhảy qua đây xong vậy. Nói chung cái này là dễ mà anh em. Trời. Một mạng rồi, trời ơi. Chưa gì mới vô là thấy chết một mạng, thấy không bị vô không được vô rồi đó. Ok tự nha. Nhảy nè. À. Nói chung thì bởi vì là chết 10 mạng thì thấy hơi nhiều cho nên là mình chết nên bớt đi, bớt mạng đi cho tăng thêm sự hấp dẫn khi mà chơi game anh em ạ. Ok tiếp nha. Okay, nhảy nè. Rồi. Đi qua nè, nhảy tiếp nè. Trời ơi, cái gì chứ, mình đã quen rồi, còn chỗ này thì phải chờ. Phải chờ anh em ơi, phải chờ cho nó lên cao lên. Ok nhảy quá. Ồ trời, game là dễ anh em thấy không? Đâu có cần phải là mình phải bắt cua nhanh hay gì đâu, chỉ cần phải thật là chậm chạy thôi. Trời ơi, chậm mà chắc anh em hiểu không? Đó. Lên nè. Đó, rồi ăn sao? Không biết là ăn bao nhiêu sao thì sẽ thành công, sẽ win ta. Ok tiếp nhá. Hey. Tại sao lại không nhảy? À cái này là do là phím nhảy của mình nó bị đơ nha anh em. Nó chỉ là đang bị đơ thôi chứ không phải là mình cua dở đâu nha. Ok tiếp thôi anh em ơi. Ok qua nè. Ui tính ra là mình có thịt gà luôn mà mình không ăn. Ăn thịt gà vô thì sẽ chạy nhanh hơn anh em ạ. Chạy nhanh hơn thì tất nhiên sẽ dễ bắt cua hơn rồi. Ok nhảy nè. Trời ơi, liên hoàn nhảy luôn. Nhảy qua đây. Nhảy lên đây. Trời ơi, một khi mà đã ăn thịt gà vô rồi thì nhảy như siêu nhân luôn anh em ơi. Cái gì vậy trời. Cố gắng hơn xíu là được cái gì. Mới vô thấy 4 mạng rồi thấy không vui đó. Ok lại. Lần này là mình sẽ không để chết đâu anh em ạ. Rồi. Mình để ý là sao đến những cái khúc này á, mình bấm cách nó lại chậm hơn những lần bình thường. Bởi vì mình nhấn vào cái là mình lại bị, mình lại nhấn, lúc mà mình rơi xuống mình mới nhấn cách vãi nồi thật. Mấy bạn phải biết là người bắt cua giỏi mà mình cảm thấy là giỏi nhất trong cái mini world này mình nghĩ chắc là anh Siro rồi. Mà mình thì mình chơi chung với anh Siro rất là nhiều cho nên các bạn phải biết là trình độ của mình á chỉ thua anh Siro một chút thôi. Chỉ thua anh Siro có một chút thôi là anh Siro là anh bắt cua chẳng hạn như 100% đi thì mình cũng phải được 0.01% cái kỹ năng bắt cua của ảnh. Đó, các bạn thấy mình ghê không? 0.01 lần đó. Dù gì cũng có 0.01 chứ không phải là không có đâu nha. Các bạn thấy mình ghê chưa? Trời ơi, chỉ cần thiếu một chút nữa thôi. Rồi, ăn ngôi sao nè. Hay quá. Rồi, bắt cua tới nào. Đó. Mày hả? Ok, rồi được một sao rồi. Vậy bây giờ là mình đã có được một sao để hồi sinh rồi anh em ơi, không lo là mình sẽ bị chết giữa đường nữa. Ok. Ăn sao nè. Rồi. Win! Vậy là mình đã chiến thắng. Ủa còn hả? Ủa tưởng win chứ hóa là còn à. À ok còn anh em ơi, còn anh em ơi chứ chưa win. Ok lại. Hú. Trời ơi ghê. Trời ơi ghê vãi chưởng. Ok rồi. Để cho dung nham nó xuống rồi đã. Nhảy qua nè. Ok rồi.
Để mình ăn miếng thịt gà cái đã. Hình như là mình gần hết rồi thì phải. Ui mình sợ té xuống dưới quá anh em ơi. Hey. Ok rồi. Ủa sao chỗ này bị chặn rồi? Ủa sao chỗ này bị chặn rồi? Ủa chỗ này bị chặn rồi? Vậy rốt cuộc giờ mình phải đi đường nào? Ôi trời ơi, tôi không thấy gì đâu, tôi không thấy gì đâu, đuôi mắt mất. Trời ơi, không, no, tôi không thể nào chết thời thảm như vậy được. No, bây giờ mình phải lại mới được. Tức quá mà, mình phải cố gắng mới được. Mới qua được cái màn kia chút xíu thôi mà. Xấu màn. Không sao đâu, không sao đâu Phong, cố gắng lên. Dù chết nhiều như vậy nhưng mà vẫn còn đến 4 mạng lận. Cố gắng lên Phong, mày vẫn còn 4 mạng lận mà. Không sao đâu Phong à. Nhảy qua nè, các bạn thấy không? Chỉ cần là chúng ta cố gắng tập trung hơn thì chúng ta sẽ vượt qua được thôi. Mình sẽ cố gắng tập trung, mình sẽ cố gắng im lặng trong thời gian này. Mình sẽ không nói gì đâu, mình thề mình sẽ không nói gì đâu. Các bạn cứ yên tâm đi, mình sẽ không nói gì đâu. Các bạn thường nói là mình nói nhiều quá nhưng mà chắc chắn lần này mình sẽ tập trung, mình chơi mình sẽ không nói gì đâu. Mình thưa các bạn, mình sẽ không nói gì luôn. Hỏi không, anh em thấy nãy giờ mình đã có nói gì đâu. Quýnh con quái vật nè. Hỏi mình sẽ quyết định là mình sẽ không nói cái gì đâu anh em ạ. Ok, mình tiếp tục thôi, tiếp tục thôi. Để mình xem coi làm sao để có thể vượt qua cái đống dung nham này mà không chết đây. Mình có cảm giác như là mỗi lần qua đóng dung nham này. Rồi bây giờ phải chờ dung nham nó trôi xuống nữa. Lâu vãi chưởng anh em ạ, cái dung nham nó trôi xuống thôi tốn 8 tiếng đồng hồ luôn á. Ôi, dính lửa. No, dính lửa, ăn bánh mì vô để hồi máu, ăn từ từ thôi, coi chừng ngẹn bây giờ. Từ từ thôi. Ok rồi, qua đây. Mình nghĩ á là bây giờ mình phải nhảy lên trên mấy cái bít tông này nè anh em, mấy cái đồ đẩy đẩy ra nè, mình phải nhảy lên trên nó thì mình mới qua được, có thể là như vậy. Ủa sao giờ mình qua được luôn rồi? Sao an toàn vậy? Ok rồi. À, rồi bây giờ nhiệm vụ chúng ta hay bấm những cái nút này để nó mở một cửa hay là cái gì đó. Ok, rồi mình mở được, bấm được hai cái nè. Ok, còn cái trên đây nữa. Rồi, ba cái nè. Rồi. Còn một cái ở bên kia nữa. Hey, hey. Bốn cái rồi. Ok, hợp lý quá anh em ơi, bốn cái. Hey. Hey. Ôi. Rồi, đi qua dễ dàng. Win luôn mạng này luôn rồi. Quá hay. Ok, màn tiếp theo là màn nước hả? Ôi, nước. Ôi, cái này là phải bơi nè. Ôi, giờ chúng ta phải bơi, chúng ta kiếm đường để đi qua đúng không? Ủa, chỗ này chặn lóc tàng hình hay gì vậy? Không qua được. Ôi, mình bị đuối nước. No, bị đuối nước. No, đừng nha. Đừng giết tôi ở đây mà, tôi không muốn chết ở đây đâu. Đừng. Ok, ra được rồi, may quá. Ok, qua được màn nước rồi anh em ơi. Mình thấy mình thật là đẳng cấp thôi. Mình cảm thấy mình thật là pro player thôi. Rồi, ui, cái ống này khá là dài nha. Dẫn mình đi đến đâu đây? Ui, một cái màn à, cái gì nè, thạch anh. Ủa anh em thấy không? Mình chỉ cần tập trung lên xíu thôi là từ nãy giờ mình đâu có chết mạng nào đâu. Mới chết có 6 mạng hà. Còn đến tận 4 mạng lận thôi. Rất là, cứ bình tĩnh mà chơi thôi. Ok, rồi, qua đây luôn đi. Rồi, lên trên đây. Thêm một sao nữa nè, 34 sao rồi, không biết là bao nhiêu sao ta. Bao nhiêu sao là đủ nha. Ok. Bay lên. Rồi ok, nhảy qua đây. Tập trung một xíu thôi anh em, là 4 mạng đối với mình là quá nhiều rồi để mình có thể vượt qua cái này. Trời ơi. Rồi cái này nhảy xuống đâu nha. Ui, có sao kìa. Ok, rồi, nhảy qua đây. Ăn thêm ngôi sao bên đây nữa. Trời ơi, rồi xong, đi qua đây. Hey. Ngôi sao bên đây nữa nè. Rồi nhảy xuống dưới. Ôi trời ơi, tưởng nhảy nhanh quá xé nữa là tưởng không có gì để đáp rồi. Ôi có ngôi sao bên kia. Chơi lại từ đầu. What the f. 1 hour later. Đường thương đau đầy ai nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người.
Bây giờ phải làm sao nữa đây? Mình đã thua quá 10 mạng rồi, đành phải thực hiện cái hình phạt thôi. Buồn lắm, nhưng mà giờ biết làm sao đây. Hai, chuẩn bị thôi, dũng cảm lên phòng. Có trái ớt thôi mà, có trái ớt thôi mà, có gì đâu mà phải sợ chứ. Thử thôi. Mình cảm thấy nói vậy thôi chứ mình hơi dung dung rồi đó. Ớt nè anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ăn nhé. Cay. Hết cái rồi nha. Ai khóc nỗi đau này. Thank you.